Chào mừng các em đến kênh Huyền Em. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em pha tự nhiên bài kết nối chi thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Huyền Em, nếu không thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Huyền Em đã hãy thêm phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sang bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sang bài 16 sự phản xạ sáng nhé. Mục tiêu của bài học hôm nay mình sẽ vẽ được hình biểu diễn và nêu được các khái niệm về tia sáng tới, tia sáng phản xạ, pháp tiến, góc tới, góc phản xạ và mặt phản tới. Mình sẽ thực hiện được thí nghiệm giúp gia định lực và phân biệt được nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. Phân biệt được phản xạ và phản xạ phát tán. Giờ trước hết mình sẽ câu hỏi đầu bài. Khi em hình bên có những cách nào để làm cho ánh sáng phát ra từ đèn chiếu tới gương và phản chiếu vào điểm S trên bảng? Như vậy mình sẽ quan sát hình, mình thấy hiện giờ thì sẽ có một cái đèn chiếu chiếu tới gương. Thì ánh sáng chiếu tới gương sẽ phản chiếu nhưng mà nó không qua điểm F. Như vậy là theo các em mình sẽ bằng cách nào để cho ánh sáng chiếu vào gương phản xạ và tia phản xạ phải đi qua điểm S? Thì mình thấy là có hai cách. Một là mình sẽ di chuyển tấm gương lên phía trên một chút, đúng này. Hai là thay đổi vị trí gương. Một là di chuyển đèn pin, hay là thay đổi vị trí của gương, đúng này. Một trong hai cách nha. Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sau. Như vậy cách 1 thì mình sẽ di chuyển đèn pin, đúng nè, lên phía trên để làm thay đổi góc chiều của ánh sáng. Cách thứ hai mình sẽ thay đổi vị trí của gương, đúng nè. Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ học phần một lớp mạng hiện tượng phản xạ ánh sáng. Khi chiếu một chùm sáng vào gương thì chùm sáng sẽ bị hắt trở lại theo hướng khác. Hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Hiện tượng này sẽ giao với các bề mặt nhẵn bóng khác, như là ví dụ như là mình thấy là trên cái gạch men bóng này, đúng không, cũng được. Hoặc là mặt kim loại bóng cũng được, khi mình thấy cũng có hiện tượng phản xạ ánh sáng. Hoặc là trên mặt hồ mà phẳng lặng thì mình thấy cũng có hiện tượng phản xạ ánh sáng, đúng nè. Giờ đây mình sẽ câu hỏi là tìm kiếm ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng. Ví dụ như là ánh sáng mặt trời chiếu vào gương nè, hoặc là ánh sáng mặt trời chiếu tới mặt trăng sau đó phản xạ xuống trái đất, hoặc là bóng đèn điện chiếu xuống mặt bàn sau đó hắt vào mặt của chúng ta chẳng hạn, đúng nè. Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sau. Ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng, ví dụ như ánh sáng mặt trời chiếu vào gương giờ phản xạ ánh sáng tới mắt ta, hoặc là ánh sáng mặt trời chiếu tới mặt trăng và phản xạ xuống trái đất, hoặc là bóng đèn điện chiếu xuống mặt bàn nhé, giờ hắt lại ánh sáng vào mặt ta chẳng hạn. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ đến hiện tượng phản xạ ánh sáng người ta quy ước trong hình 16.1. Mình quan sát hình 16.1 là hiện tượng biểu diễn hiện tượng phản xạ ánh sáng. Như vậy mình sẽ có một cái gương, thì người ta biểu diễn cái gương bằng cách một cái đường khẳng giờ phía dưới có đường gạch gạch, có nghĩa là ánh sáng sẽ phía trước sẽ là mặt gương, phía sau không phải là mặt gương, đúng không, nên người ta sẽ vẽ vậy nha. Một đường thẳng về phía dưới người ta gạch 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 thì có nghĩa là đây là một cái gương phản, hoặc mặt ở phía trên gọi là mặt phản xạ, mặt phía dưới là không có phản xạ ánh sáng. Ở đây mình sẽ có là tia sáng tới chính là tia SI, tia sáng chiếu vào gương gọi là tia tới nha, tia sáng tới. Giờ tia IR chính là tia phản xạ IR, thì tia sáng bị gương hắt trở lại môi trường thì gọi là tia phản xạ ánh sáng, đúng không. Điểm Y gọi là điểm tới, là giao điểm của tia sáng tới và gương thì gọi là điểm tới. Mình sẽ có một tia IN, IN sẽ vuông góc với gương phẳng tại điểm Y.
hay gọi là pháp tiếng. Pháp tiếng N tại điểm Y là đường hạng vuông góc với gương tại điểm Y. Còn mặt phẳng tớ là mặt phẳng chứa cái bề mặt gương. Đúng này. Mặt phẳng tớ là mặt phẳng chứa tia sáng tớ và pháp tiếng tại điểm tớ. Như vậy các em nhớ là mặt phẳng tớ là mặt phẳng vừa chứa tia tớ và chứa pháp tiếng luôn, thì gọi là mặt phẳng tớ nhé. Mặt phẳng tớ là mặt phẳng chứa tia tớ và pháp tiếng. Như mình sẽ có một cái góc góc SEN gọi là góc tớ, còn mình quy tắc là y nhỏ. Góc tớ SEN quy tắc là y nhỏ là góc tớ. Hay góc táo, góc tớ sẽ tạo bởi tia sáng tớ và pháp tiếng tại điểm tớ. Góc tớ là góc tạo bởi tia sáng tớ và pháp tiếng tại điểm tớ. Còn góc phản xạ là góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tiếng tại điểm tớ luôn, đúng này. Như vậy khi người ta kêu mình biểu diễn sự phản xạ ánh sáng thì mình có thể vẽ một cái gương, đúng này, vẽ tia sáng tớ, tia sáng phản xạ, pháp tiếng giờ điểm tớ, góc tớ và góc phản xạ như hình quạt nha. Giờ các em phải sẽ quan sát kỹ hình nha. Giờ mình sẽ nhớ là G chính là mặt phẳng gương, SE là tia sáng tớ, IR là tia phản xạ, IN là pháp tiếng, góc Y là góc tớ và góc Y phải là góc phản xạ, đúng này. Và mình nhớ là Y sẽ bằng Y phải, góc tớ và góc phản xạ sẽ bằng nhau, đúng này. Nếu đây là gương phẳng thì góc tớ và góc phản xạ sẽ bằng nhau nha. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần hai la mã định luật phản xạ ánh sáng một nhỏ khí nghiệm. Mình sẽ sử dụng các dụng cụ khí nghiệm như sau. Trước hết mình sẽ cần một cái gương phẳng nhỏ như vậy, đúng này, lớn cũng được nha. Mình cần một bảng chia độ được chia làm hai nửa, nửa bên trái và nửa bên phải đều được quay được quanh trục A. Nhưng mà sẽ có hai nửa nha. Nửa bên trái và nửa bên phải đều có thể quay quanh trục A, đúng này. Mình sẽ dùng một cái đèn, một đèn tạo chùm sáng hẹp chính là đại diện cho tia tớ có thể di chuyển được với góc từ 0 tới 90 độ trên bảng chia độ. Như vậy mình sử dụng một cái chùm sáng hẹp để đại diện cho một tia tớ và chiếu xuống đây tới cái điểm tớ này, đúng không? Bố trí thí nghiệm như hình 16.2 và tiến hành thí nghiệm. Như vậy mình sẽ tiến hành thí nghiệm bằng cách là chiếu một chùm chia sáng hẹp đại diện cho tia tớ, thì mình thấy là nó sẽ gặp điểm này và phản xạ một cái tia phản xạ, thì mình thấy là góc tớ và góc phản xạ luôn luôn bằng nhau, đúng không? Giờ ở đây mình sẽ câu hỏi dùng đèn chiếu tia sáng tới mặt gương phẳng sao cho tia sáng này đi là trên mặt bảng chia độ. Hãy quan sát thí nghiệm và thực hiện các yêu cầu sau. Như vậy mình sẽ chiếu tia sáng sao cho cái tia sáng này nó sẽ di chuyển là trên trên cái bề mặt này, đúng không? Để mình có thể quan sát được. Giờ ở đây mình sẽ có ba câu hỏi. Tia sáng phản xạ có xuất hiện trên mặt phẳng tớ hay không? Thì chắc chắn là có chứ, đúng này. Quay nửa phải của bảng chia độ quanh trục A để nó không thuộc mặt phẳng chứa nửa bên trái, quan sát xem có nhìn thấy tia phản xạ hay không. Chắc chắn là không. Dạ. Mình nhớ là tia phản xạ và tia tớ sẽ nằm đều nằm trên một mặt phẳng hết nha, chính là mặt phẳng tớ. Như vậy câu số 1 này các em trả lời như sau. Như vậy khi chiếu tia sáng tới mặt gương phẳng sao cho tia sáng này đi là trên bảng chia độ, ta thấy tia phản xạ vẫn xuất hiện trên mặt phẳng tớ. Khi quay nửa phải trên bảng chia độ quanh trục A để nó không thuộc mặt phẳng chứa nửa bên trái, ta sẽ không nhìn thấy tia sáng phản xạ trên mặt bảng chia độ bên phải nữa nha. Vì mình nhớ là tia phản xạ sẽ nằm trên mặt phẳng tớ, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ câu số 2, quay nửa bên phải của bảng chia độ trở lại vị trí ban đầu do thay đổi góc tớ để tìm mối quan hệ giữa góc tớ và góc phản xạ. Như vậy câu số 2 này mà sẽ quay nửa bên phải bảng chia độ vị trí ban đầu, có nghĩa là hai nửa bên trái bên phải đều nằm trong một mặt phẳng hết.
Lúc này mình thay đổi góc tớ thì mình thấy là góc tớ thay đổi thì góc phản xạ cũng thay đổi theo. Đúng nè. Như câu số 2 này các em trả lời như sao? Câu số 2 các em trả lời là khi thay đổi góc tớ ta thấy góc phản xạ cũng thay đổi theo. Sử dụng thước đo góc để đo các giá trị của góc phản xạ ứng với góc tớ khác nhau ta thấy là góc tớ bằng 60 độ thì góc phản xạ cũng 60 độ. Góc tớ 45 độ thì phản xạ cũng là 45 độ. Góc tớ 30 độ thì góc cũng phản xạ cũng sẽ là 30 độ. Như vậy có nghĩa là góc phản xạ luôn luôn bằng với góc tớ. Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Và tiếp theo mình sẽ đến câu số 3, người ta kêu mình giúp cho kết luận về mặt phẳng chứa tia phản xạ và mối quan hệ giữa góc phản xạ và góc tớ. Như mặt phẳng chứa tia phản xạ cũng sẽ chính là mặt phẳng chứa tia tớ luôn. Đúng không? Như vậy mặt phẳng chứa tia phản xạ và tia tớ là giống nhau nha. Và góc phản xạ sẽ bằng góc tớ. Như vậy câu số 3 này các em trả lời như sao? Như vậy câu số 3 các em trả lời mặt phẳng chứa tia phản xạ là mặt phẳng chứa tia tớ và phát tiến. Hay nói cách khác là tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tớ. Và góc phản xạ sẽ bằng góc tớ. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài gì ạ? Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2, định luật phản xạ ánh sáng. Như giờ các em sẽ nhớ định luật phản xạ ánh sáng chính là tia sáng phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng tớ và góc phản xạ luôn luôn bằng góc tớ. Đúng không? Tia sáng phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng tớ và góc phản xạ luôn luôn bằng góc tớ. Giờ ở đây mình sẽ có 3 câu hỏi. Câu hỏi số 1, có thể biết công thức định luật phản xạ ánh sáng là y bằng y phẩy không được không? Chắc chắn là được, vì góc phản xạ bằng góc tớ nên y sẽ bằng y phẩy. Đúng không? Như vậy câu số 1 này các em trả lời như sao? Như vậy câu số 1 thì các em có thể trả lời là có thể biết công thức của định luật phản xạ ánh sáng là y sẽ bằng y phẩy vì mặt phẳng chứa tia phản xạ là mặt phẳng chứa tia tớ và phát tiến, hay nói cách khác là tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tớ và góc phản xạ sẽ bằng góc tớ. Đúng không? Giờ trả lời xong câu số 1 mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2, chiếu tia sáng tới dưới góc tớ là 30 độ và gương phẳng đặt thẳng đứng. Vẽ hình biểu diễn tia sáng tới và tia phản xạ. Giờ bây giờ hình câu số 2 này mình sẽ vẽ hình nha. Như vậy là chiếu tia sáng dưới góc tớ là 30 độ. Đúng nè. Mình sẽ vẽ hình như sau. Như vậy câu số 2 thì các em sẽ vẽ hình như sau. Như vậy mình sẽ vẽ một cái tia sáng tới và cái góc tớ này là 30 độ. Và ở đây mình sẽ vẽ một cái tia và tia đây là tia tia phản xạ, góc phản xạ sẽ bằng góc tớ đều bằng là 30 độ hết. Đúng này. Giờ như mình xong câu số 2 mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ tiếp theo là câu số 3, người ta nói là chiếu một tia sáng và gương phẳng đặt nằm ngang ta được tia phản xạ vuông góc với tia sáng tới. Em hãy tính góc tớ và góc phản xạ vẽ hình luôn. Như vậy mình sẽ chiếu một tia sáng và gương phẳng đặt nằm ngang nha. Sao cho tia sáng và tia phản xạ vuông góc với nhau, mình sẽ tính góc tớ và góc phản xạ vào vẽ hình luôn. Như câu số 3 các em trả lời như sao? Như vậy là vì tia sáng phản xạ IR vuông góc với tia sáng tới SI nên ta có là Y cộng Y phẩy sẽ bằng 90 độ. Mà theo định luật phản xạ ánh sáng Y sẽ bằng Y phẩy nên suy ra Y và Y phẩy đều bằng nhau và bằng 45 độ. Nên mình sẽ vẽ hình như sau. Như mình sẽ vẽ một cái gương phẳng nằm nghiêng. Đúng này. Vẽ tia sáng tới là SI và góc Y sẽ bằng 45 độ.
IR chính là tia phản xạ và y phải sẽ bằng 45 độ, hai cái tia sáng này sẽ vuông góc với nhau. Đúng này. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là ba la mã phản xạ và phản xạ phát tán. Giờ ở đây mình sẽ có một yêu cầu em hãy vẽ các tia phản xạ của các tia sáng tới trong hình 16.3a và b. Nhận xét về hướng của các tia sáng phản xạ đã vẽ trong hình 16.3a và b giải thích. Như vậy là mình sẽ vẽ đây là những tia sáng tới thì các em sẽ vẽ tiếp tiến vuông góc với là mặt phẳng tới và tia phản xạ sao cho góc tới và góc phản xạ sẽ là hai góc đó bằng nhau. Đúng này. Bên đây cũng vậy, mình sẽ vẽ mặt phát tiến, sau đó mình sẽ vẽ các tia phản xạ sao cho phản xạ bằng góc tới. Như vậy là phần này các em có thể vẽ hình như sau. Như vậy các em sẽ vẽ hình như sau nha. Giờ như vậy các sẽ em vẽ hình như vậy. Đúng này. Như vậy là đây là mặt phẳng. Nên các đây là các tia tới song song thì các phản tia phản xạ cũng song song. Còn ở đây mình thấy là cái mặt này không có phẳng mà nó gấp khúc như vậy. Nên cái tia phản xạ thì nó cũng loạn xạ luôn, đúng không? Như mình thấy là ở hình A 16.3A thì các tia sáng tới song song bị phản xạ qua mặt gương cho các tia phản xạ cùng sẽ cùng hướng và song song với nhau. Còn ở hình 16.B các tia sáng tới song song bị phản xạ qua gương không phẳng cho các tia phản xạ theo các hướng khác nhau. Đúng rồi. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn nhé. Giờ tiếp theo là khi mặt phản xạ nhẵn thì các tia sáng tới song song bị phản xạ theo một hướng, hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ hay còn gọi là phản xạ gương. Còn khi gặp phản xạ không nhẵn thì các tia sáng tới song song bị phản xạ theo mọi hướng như hình 16.4, hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ phát tán còn là hiện tượng tán xạ. Như là hình 16.4 phản xạ phát tán thì mình thấy là do cái mặt phẳng này không phải là mặt phẳng giống như khẳng như gương nên mình thấy các tia phản xạ nó sẽ bị loạn xạ gọi là hiện tượng phản xạ phát tán, đúng không? Hay còn gọi là tán xạ. Khi có phản xạ ta có thể nhìn thấy ảnh của mặt như hình 16.5a, còn khi có hiện tượng phản xạ phát tán thì ta không thể nhìn thấy ảnh của mặt như hình 16.5b, đúng không? Đây mình thấy đây, nếu mà phản mà hồ phẳng lặng thì mình thấy được cái hình ảnh rõ đây, hình ảnh phản xạ sẽ rõ nét phía dưới này. Còn khi hiện tượng phản xạ phát tán thì nó do cái ánh sáng phản xạ nó phản xạ tùm lum hướng nên phải nhìn giống như vậy này, không có hình dây dò ảnh của vật phía dưới, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần tìm hiểu. Mình sẽ có câu hỏi tìm hiểu ví dụ về phản xạ và phản xạ phát tán. Giờ bây giờ thầy sẽ đưa một số ví dụ về phản xạ và phản xạ phát tán như sau. Như phản xạ ví dụ như là hình ảnh cây cối nhà cửa xung quanh hồ phản xạ xuống mặt hồ khi mặt hồ phẳng lặng. Chiếu tia sáng của đèn pin lên một bề mặt nhận bóng, ta sẽ thu được một vệt sáng trên tường. Còn hiện tượng phản xạ phát tán hình ảnh cây cối nhà cửa xung quanh hồ phản xạ xuống mặt hồ khi mặt hồ gần sông.
hoặc là hy chiếu tia sáng của đèn pin lên bề mặt gồ ghề chẳng hạn. Đúng này, giờ cho là xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ đọc phần thông tin. Thomas Edison khi 10 tuổi đã sáng kiến dùng nhiều tấm gương tập trung ánh sáng phản xạ của nhiều ngọn đèn dầu để đủ sáng cho bác sĩ mổ dụ thừa cho mẹ, kịp thời cứu được bà khỏi chết. Sau này lớn lên, ông đã trở thành nhà bác học nổi tiếng và là tác giả của nhiều sáng kiến khoa học, trong đó có bóng đèn điện, tàu điện, máy chiếu phim và điện hát. Ông được bầu chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự tiến bộ của nhân loại vào thế kỷ thứ 20. Như giờ hình 16.6 đây là hình ảnh của Thomas Edison. Giờ như là sau bài học hôm nay em đã học, khi ánh sáng truyền tới một bề mặt nhận bóng sẽ hiện tượng xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng. Định luật phản xạ ánh sáng là tia sáng phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và góc phản xạ sẽ bằng cực tới. Hiện tượng phản xạ phát tán là hiện tượng các tia sáng song song truyền tới bề mặt không nhận bị phản xạ theo mọi hướng. Giờ như là sau bài học hôm nay thì em có thể thuyết trình về sự phản xạ ánh sáng trên bề mặt nhận bóng được nè. Giờ như là một xong bài giảng hôm nay, nếu các thấy giảng dễ hiểu bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm thì kênh sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.